Người đàn ông này chỉ là một anh luật sư kém tài, nhưng không ngờ anh ta lại giấu rất nhiều vàng và ma túy. Trên trần nhà còn có mưa tiền mặt. Cảnh sát điều tra anh ta chính là Big Mouse nổi tiếng. Trong lúc thẩm vấn, cảnh sát nói rằng họ phát hiện 5 tỷ tiền mặt, ma túy với trị giá 10 tỷ đô. Anh còn cung cấp ma túy cho 150.000 người, là nhà buôn bán ma túy lớn nhất ở Đông Nam Á. Anh ta không hề biết rằng mình có nhiều tiền như thế, bởi vì anh nợ một số tiền lớn với lãi suất cao. Cảnh sát đã đến kiểm tra tài sản của anh. Nếu anh biết nhà mình có nhiều tiền như thế, anh còn đi vay làm gì? Hơn nữa, cảnh sát còn điều tra ra rằng 6 tháng trước, anh ta đến Ma Cao đánh bạc, kết quả thua 10 tỷ đô. Nhưng anh nói rằng trong tài khoản của mình chỉ có 20 triệu thôi, nếu thua lỗ 10 tỷ thì anh cần có 500 cái thẻ. Nhưng cảnh sát không hề tin lý do này. Họ gắn máy kiểm tra nói dối lên người anh để đo nhịp tim huyết áp khi anh trả lời họ. Cảnh sát hỏi số tiền 100 tỷ của Angel Forum có phải trong tay anh không, nhưng anh nói rằng mình không biết đó là gì. Cảnh sát bảo chỉ cần anh trả lời có hay không thôi. Anh ta liền nói không, nhưng các chỉ số trên màn hình vẫn rất bình thường. Đến khi ông ta hỏi anh có phải là Big Mouse không, các chỉ số leo thang, anh ta có vẻ mặt kỳ lạ. Ông ta biết mình đã hỏi đúng câu hỏi rồi. Anh nói rằng thiết bị này cũng có khi sai sót, không thể coi nó là bằng chứng được đâu. Anh ta cố ý tạo ra tâm lý căng thẳng cho chính mình. Anh ta không phải là Big Mouse. Do Ha ngồi đằng sau nghe hết cuộc trò chuyện, anh ta cũng không biết Chang Ho có phải là Big Mouse hay không, bởi vì bọn họ chưa từng thấy mặt Big Mouse. Anh ta không ngờ rằng vì chuyện này mà mình nổi tiếng, có người còn muốn làm đồ đệ của anh ta. Một thanh niên giơ hình xăm ra, muốn nhận anh làm sư phụ. Ông Chao là lão đại trong phòng giam này. Anh ta biết bói toán, bát tự sinh thần gì đều biết cả. Anh ta muốn xem bói cho anh, nhưng anh ta nói không cần. Mình chỉ là một anh chàng đẹp trai, nhưng Sukana thôi. Lúc này, Ji-ho-on và ba cộng sự đang bàn bạc xem Chang Ho có phải là Big Mouse hay không. Nếu anh ta đúng thật là Big Mouse, còn không tìm cách bịt miệng anh lại thì họ nguy to. Ji-ho-on bỗng nhớ đến 100 tỷ của mình. Cách duy nhất để vụ án này chìm xuống là bắt Chang Ho. Còn 100 tỷ thì bắt ba người bạn của mình bồi thường. Những người khác đều đoán rằng Chang Ho không phải là Big Mouse. Nhưng Ji-ho-on không dám đưa ra suy đoán. Anh còn cảnh cáo họ trước khi xác định Chang Ho có đúng là Big Mouse hay không, họ không được động vào anh ta. Sau đó, Ji-ho-on hẹn gặp mặt cảnh sát Choi. Anh muốn biết tình hình của Chang Ho trong tù thế nào. Anh còn dùng tiền bạc để mua chuộc ông ta. Nhưng sau khi anh ta đi, ông ta đến gặp Jo-ha. Thì ra, cảnh sát và Jo-ha mới cùng một phe. Cấp trên của Jo-ha cũng trong nhóm Angel. Ji-ho-on suốt ngày đầy đầu cưỡi cổ anh ta. Những chuyện này anh đều có thể chịu được. Vì thế, anh ta mới có chức vụ như ngày hôm nay. Nếu vì một chuyện còn con này mà bị phát hiện thì mọi công sức đều công cốc. Mà số phận của cảnh sát Choi thì không khác Jo-ha. Vậy nên họ mới đi cùng nhau. Người đàn ông này chính là lão đại của nhà giam. Ông nghe mọi người bàn luận về Big Mouse rất nhiều lần. Chính vì thế, ông ta rất tức giận. Ông ta đấm vào mặt anh. Nhưng anh ta nghĩ rằng lại là đám người đó đến tìm anh gây chuyện. Anh nhịn đủ rồi. Một luật sư ngói gà không chặt làm sao là đối thủ của ông. Đầu anh ta bị áp xuống bàn. Ông đánh liên tiếp vào mặt anh. Cơm vừa ăn xong cũng phun ra. Đến khi cảnh sát đi vào thì ông mới dừng tay lại. Ông ta không biết rằng chuyện này sẽ đem lại phiền phức cho ông. Chàng Ho bị hãm hại vào tù. Anh ta thậm chí còn bị đánh. Nhưng sau đó, cảnh sát trưởng gọi anh ta vào uống trà. Ông còn chuẩn bị cho anh một bữa ăn ngon. Anh ta ăn rất ngon nghẻ. Ông ta bỗng dưng nhận anh là họ hàng. Ông nói mình cũng họ Park, ông ta chính là trưởng bối của anh. Vì thế, anh gọi ông là chú. Anh ta nghĩ một lúc, gọi anh thì tốt hơn. Ông ta chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Ông mời anh ăn cơm, còn nhận họ hàng với anh. Mục đích của ông ta là điều tra xem anh có phải là Big Mouse không. Anh ta đứng hình rồi mới nhận ra ý đồ của ông ta. Anh ta lắc đầu nói không phải. Anh còn lấy vợ và tổ tiên của mình thề rằng anh không phải là Big Mouse. Nhưng khi thấy anh phủ nhận, ông ta liền biến sắc. Ông ta giật lấy chai nước của anh. Đại ca, thấy anh còn dám gọi mình là đại ca, ông ta tát anh một cái. Không phải lúc nãy còn nhận họ hàng thân thích hay sao? Tại sao ông ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách? Sau đó, ông ta sai người đưa anh đi. Thế mà ông còn mời anh ta ăn cơm, hôm nay ông ta lỗ to rồi. Hôm sau, bạn của anh đến thăm tù. Bạn nói rằng vợ anh đã xin làm y tá ở bệnh viện Gundao vì muốn tìm hiểu sự thật. Những người đàn ông kia cũng chuẩn bị được thả ra ngoài. Còn Jo-ha thì biệt tăm, không thể liên lạc được. Anh ta sợ Chang Ho là Big Mouse thật nên không muốn dính dáng đến anh ta nữa. Nghe một loạt các tin tức xấu, anh ta cảm thấy thất vọng. Anh nhờ bạn viết cho mình một đơn ly hôn. Anh không mong gì được thả ra tù nữa. Số tiền khổng lồ còn đang nợ kia, chắc vợ sẽ phải gánh giúp anh. Anh không muốn đem lại phiền phức cho cô nên mới đề nghị ly hôn. Đây là việc duy nhất anh có thể làm cho vợ mình. Về phòng giam, anh ta có suy nghĩ muốn tự sát. Anh đã viết sẵn một bức thư từ biệt với vợ. Nhưng ông Chao đã nhận ra ý đồ của anh. Ông khuyên anh ta, đừng nên tự sát. Nếu không thành công thì sẽ bị tàn tật cả đời. Ông còn nói anh nên thuận theo ý trời. Anh ta nhìn những phạm nhân xung quanh mình. Anh bỗng nghĩ ra một kế hoạch điên rồ. Nếu anh ta không thể giúp bản thân thì anh sẽ nhờ người khác giúp đỡ. Trong giờ ăn cơm, anh ta nhìn chằm chằm lão đại Chun-sik. Trong tù này có 6 người bất hòa với đám người bác sĩ tình nghi kia. Trong đó có Chun-sik. Anh ta suy nghĩ một lát rồi đổ cơm của mình vào canh. Anh đến chỗ Chun-sik, không nói không rằng đổ thức ăn vào đầu ông ta. Những người khác vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là tìm chết hay sao? Anh ta thấy chưa đủ, còn lấy khay đựng cơm đập vào đầu ông ta. Ông ta là lão đại nhà giam, sao mà chấp nhận để người khác bắt nạt mình. Vì thế, ông ta cầm đũa đứng dậy, chuẩn bị cho anh một bài học.
một anh luật sư yếu đuối lại đánh ngất một lão đại phòng giam. Anh ta nhìn chằm chằm tay mình, không ngờ anh cũng mạnh như vậy. Trang Ho muốn tìm chết nên định gây rối với đám tù nhân trong trại giam. Anh ta biết rằng ai có chữ màu đỏ trên áo là tội phạm nguy hiểm. Người đàn ông trẻ tuổi này đã giết chết mấy mạng người. Anh nhận định rằng hắn sẽ là mục tiêu tháng sau của mình. Nhưng dù anh có thách thức thế nào, Quang Ơn cũng chỉ nhìn anh một cách ngu ngốc. Mẹ mày uống nhầm thuốc đúng không? Tao rất muốn biết sau khi mẹ mày sinh ra một tên biến thái thì đã ăn gì? Trang Ho liên tiếp công kích anh ta. Nghe nói mày giết chết mấy mạng người, chắc mẹ mày tự hào về mày lắm. Câu nói của anh đã chọc tức Quang Ơn, anh ta nhăm nhe con dao trong tay mình. Trang Ho thấy thế nhưng không hề sợ hãi. Mục đích của anh ta là khiến Quang Ơn nổi sát tâm. Anh cầm tay hắn, muốn hắn đâm vào cổ mình. Nhưng lúc này, hắn lại buông con dao ra. Trang Ho vẫn tiếp tục đánh mắng chửi hắn nhưng lần này hắn không phản kháng. Điều mà anh không lường được là Quang Ơn òa khóc hu hu. Thì ra, lý do là vì anh đã nhắc đến mẹ của Quang Ơn. Anh ta vô cùng hối hận vì nói đến mẹ của hắn. Đây là tình huống buồn cười nhất năm. Hai tù nhân vừa đánh nhau xong lại đi an ủi nhau. Chuyện này lan truyền khắp cả trại giam. Bây giờ ai cũng biết Big Mouse đã xử lý tên tù nhân mới đến, khiến hắn khóc như trẻ con. Thậm chí đến cả Chun Sik cũng bị anh đánh vỡ đầu. Bây giờ ai nhắc đến Big Mouse cũng xanh mặt. Nếu muốn sống thì đừng chọc tức Big Mouse. Trang Ho không ngờ rằng con đường tìm chết của mình lại khó khăn như thế. Đi đánh nhau cũng bị hiểu lầm. Bây giờ ai cũng sợ anh ta, họ còn gọi anh là lão đại phòng giam thế hệ mới. Lúc nhận cơm, suất ăn của anh còn ưu tiên được nhiều thịt hơn. Còn có người muốn nhận anh là sư phụ. Tù nhân thì cũng thích buôn chuyện. Họ nói rằng đêm qua có người vượt ngục, cảnh sát phải lấy súng để uy hiếp. Câu nói này đã khiến anh bừng tỉnh. Anh cũng có thể làm như vậy. Buổi đêm, anh ta đi ra khỏi nhà giam. Cảnh sát nhìn trong camera thì chỉ thấy bóng lưng của anh. Họ không biết tù nhân đó là người nào. Anh ta dẫm nát chổi lau nhà. Anh ta chạy ra sân, cầm cây gậy trong tay, chạy đến ánh đèn sáng. Có cảnh sát đã nhắm súng vào anh. Anh ta nhảy nhót trong ánh sáng muốn thu hút sự chú ý của họ. Rất nhanh liền có mấy cảnh sát bao vây anh. Anh cầm cây gậy múa may. Còn người trên lầu đã lên nòng. Con đường tìm chết của anh thật vất vả. Kế hoạch của anh có thành công hay không?